ơi, lần đầu tiên em gặp mẹ chồng em hả? Em tưởng đâu đây là người đàn bà bước ra từ chuyện cổ tích đó. Em biết sao cách dùng từ của mẹ chồng em cũng rất là khác với những người mẹ khác. Chẳng hạn như con yêu xinh đẹp của mẹ đã ăn gì chưa. Mà cái tính em từ đó đến giờ hay kiểu quậy quậy, rồi xong rồi lúc đó mẹ nói chuyện với em mà mẹ hiền quá, xong cái suy nghĩ không biết có ai có thể chấp nhận được cái tính của em không. Lúc đó cười với mẹ ho, với trong lòng đang hát mình hay chơi thề mình hay xăm. Xong rồi hả, chồng nói là thôi lại mày nhậu tao một bữa đi. Xong rồi nhậu xong rất trễ rồi, em tính đi về, xong cái mẹ em mới kêu là hả, thôi con ở đây con ngủ với cô đi. Nó thôi ngủ với cô cũng được, không sao hết trơn. Xong cái hồi nữa mẹ em hả kêu thôi con lên lầu ngủ với con trai con đi, xong vô phòng khóa cửa luôn. Chắc là nghĩ trước sau là cũng các con cũng có thể là có những cái gì đó tốt đẹp dành cho nhau, thì mình tạo điều kiện hợp lý quá. Hai chị em đi đâu đây? Chào MC. Mời đi khách bên ngồi ạ. Trời ơi, trẻ quá vậy. Mẹ chồng bạn dâu trẻ quá. Trời ơi. Giờ mẹ chồng giới thiệu cho mọi người cùng biết đi. Dạ. Tên là Hoàng Thị Hằng, năm nay 44 tuổi, ở quận 7 thành phố Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp là bán mỹ phẩm. Dạ. Em chào chú Quyền Linh. Dạ chào chị Lê Lộc. Dạ chào tất cả khán giả. Em tên là Trần Ngọc Thanh Thanh. Em 22 tuổi, đang làm diễn viên tự do. Hiện tại em đã làm dâu của mẹ Hằng được 1.5 năm rồi. Wow. Thôi tưởng hai chị em không á nha. Trời ơi. Cái lần đầu tiên mẹ chồng gặp cô nàng dâu này, mẹ ấn tượng điều gì? Ấn tượng của em hôm đó thì con trai nói là hôm nay con dẫn bạn gái về, thì tự nhiên có cái cảm giác như là một cô bé rất chi là xinh xắn, nhỏ nhắn, nhanh nhẹ, với một cái thần thái mà tự tin lắm. Tự dưng có cảm giác như là đã là của mình, hay là đã có cái gì đó thân thiện từ lâu rồi á. Là ấn tượng tốt là đầu tiên với nàng dâu ha. Rồi không biết chị có ấn tượng gì với mẹ chồng không? Ôi ôi, lần đầu tiên em gặp mẹ chồng em hả? Em tưởng đâu đây là người đàn bà bước ra từ chuyện cổ tích đó. Sao vậy? Ôi hiền lắm, mẹ em hiền khô rồi, hiền mà giống như là hả? Em biết sao cách dùng từ của mẹ chồng em cũng rất là khác với những người mẹ khác. Chẳng hạn như con yêu xinh đẹp của mẹ đã ăn gì chưa? Trời ơi, mẹ ơi, mẹ nói gì đó quá, nhưng mà con mà đẹp cái gì, mà con thấy ghê. Xong rồi không có đâu, con là tuyệt vời nhất ở đây. Xong rồi cái lúc đầu gặp về đó thì em cái tính em từ đó đến giờ hay kiểu quậy quậy, rồi xong rồi lúc đó mẹ nói chuyện với em mà mẹ hiền quá, xong cái suy nghĩ không biết có ai có thể chấp nhận được cái tính của em không. Lúc đó cười với mẹ ho, với trong lòng đang hát mình hay chơi thề mình hay xăm. Xong rồi lúc đó em sợ lắm, xong rồi cái về sau mới biết là mẹ dễ tính, là mẹ chấp nhận hết luôn á. Ngày bữa đầu tiên mẹ ngồi nói chuyện mấy tiếng đồng hồ với con dâu? Dạ nói chuyện 3 tiếng đồng hồ. Trời ơi, nói gì dữ vậy chị? Thôi em cũng biết mẹ em có nhiều chuyện kể lắm. Xong tới đó hả, cái em trời ơi, em mắc tè lắm mà mẹ em không dám xin đi tè. Em phải nhắn tin cho chồng em nói ơi mày xuống mày cứu tao giùm được không, mẹ mày nói nhiều quá. Xong cái chồng em chạy xuống, mẹ ủa nãy giờ mới nói chuyện với vợ con 3 tiếng rồi đó nha. Xong rồi cái hả, chồng em giải cứu em lên trên lầu. Xong rồi hả, chồng nói là thôi lại mày nhậu tao một bữa đi. Xong rồi nhậu xong rất trễ rồi, em tính đi về, xong cái mẹ em mới kêu là hả, thôi con ở đây con ngủ với cô đi. Nó thôi ngủ với cô cũng được, không sao hết trơn. Xong cái hồi nữa mẹ em hả kêu thôi con lên lầu ngủ với con trai con đi, xong vô phòng khóa cửa luôn. Ủa gì kỳ vậy? Bây giờ chồng chịu chơi dữ ta. Có những cái đơn giản là chắc là nghĩ trước sau là cũng các con cũng có thể là có những cái gì đó tốt đẹp dành cho nhau, thì mình tạo điều kiện hợp lý quá. Rồi chồng tâm lý hợp lý quá nha. Ủa sao em nhắn chồng em tao mày không vậy hả? Dạ tại em chồng em bằng tuổi nhau kêu tao mày không mà. Ủa vậy hả? Mẹ nghe sao? Bình thường thì lúc đó thì cũng như là bạn học ở trường, rồi quá quen thuộc thân thiện, xưng hô thoải mái thì lúc trước thôi, bây giờ khác rồi. Bây giờ anh em ngọt sớt. Mấy ngày đầu làm dâu á, mình có gặp khó khăn gì không chị?
Dạ, thật ra là lúc đầu em cũng tưởng em về em sẽ phải làm rất nhiều việc nhà, cũng phải cực khổ dữ lắm. Nhưng thật ra gặp mẹ em với em có một cái điểm rất là giống nhau, như là không thích làm việc nhà, không thích nấu ăn. Dạ. Hên quá ha. Ồ, dạ đúng rồi. Cái sự nấu ăn là ba chồng em nấu. Dạ. Nghiệp bóng không? Hai mẹ con em không nấu. Ba chồng nấu ngon với thích nấu. Xong rồi cái khoảng thời gian đó, nhà lúc đó là khoảng... lúc đó em đã có bầu rồi, xong rồi cái mẹ ngày nào cũng nhặt yến cho em ăn, nhặt lông yến xong chân yến cho em ăn. Người ta ăn là đơn vị chén, còn mẹ em bắt em là đơn vị tô. Ăn bằng một tô vậy đó. Xong rồi cái lúc mà chồng em bị bệnh á, bị bệnh sốt đồ này kia, cái em mới chạy xuống em nói với mẹ em: "Ôi mẹ ơi, chồng con bệnh rồi, thôi để con đem yến lên cho chồng con ăn." Xong rồi cái mẹ em mới nói: "Ôi kể nó đi con, pha nước cam cho nó uống được rồi con ăn yến đi, kể nó." Ôi, con dâu quá vậy. Rồi hai mẹ con mình có hợp nhau điểm gì không chị? Dạ hợp nhiều điểm lắm. Chẳng hạn như mỗi lần em với chồng mà gây lộn với nhau là lúc nào mẹ cũng binh em hết trơn, lúc nào cũng chỗ đứng về phía em. Không những mẹ mà còn ba chồng đứng về phía em, như là chồng em là con ghẻ trong nhà vậy đó. Lúc nào cũng binh em: "Trời ơi, con là vợ con mà hổn con cũng phải im lặng, con không được có cãi vợ con nóng đúng đó, con đừng có cãi vợ con vậy." Rồi xong rồi mẹ em hay kiểu như ủng hộ mọi thứ hay chồng em làm gì cũng ủng hộ hết trơn. Con mới quay clip vui hả, chỗ vui quá con, vui quá, để mẹ mới chia sẻ đó con. Rồi xong rồi chồng ủng hộ mọi thứ từ em luôn. Là có phải là cô có tình cảm với vậy là do chị nổi tiếng ở trên mạng không? Không, cô không có dùng Facebook qua. Có nghĩa là lúc mà Khánh quen Thanh là cô không có lên mạng xã hội hay là không có liên quan gì đến. Không biết luôn. Không. Đó, thì cứ cái đứa cháu nó nói anh Thánh quen chị Thanh thì cũng không quan tâm. Vì là cái tiêu chí của cô thì miễn sao con trai cô thương, phải thật thương người con gái đó thì là cô chấp nhận. Có nghĩa là mình không có tiêu chí nào đưa ra hết. Thì may mắn thì lại ngoài sức tưởng tượng, ngoài sức tưởng tượng của cô là có con dâu như thế này. Nhưng mà không biết là với cái tính cách của chị rất là năng động, thì không biết là khi mà chị vô nhà chồng thì chị có những cái ý kiến nào mà táo bạo chưa? Dạ có. Thật ra lúc đó thì em vô nhà thì em thấy lúc khoảng em mới về đó thì nhà chồng em hơi thiếu thốn một tí. Chẳng hạn như là mỗi lần em muốn tắm nước nóng là mày phải nấu nước sôi, mày pha như nước lạnh cho em tắm. Hoặc là muốn uống nước lạnh, nước đá gì đó phải để thịt ở trên ngăn đông xuống dưới ngăn mát, rồi xong mới bỏ cái ca vô cho nó lạnh mới uống được. Thì em thấy vậy xong rồi em mới quyết định em mua hết cho nhà chồng luôn, mua cho nhà chồng cho đầy đủ, sắm sửa đầy đủ. Xong đó em cảm thấy vẫn chưa hài lòng lắm. Xong em nhìn kỹ lại em thấy mẹ em giống như là làm công chuyện nhà, xong rồi còn làm giao rượu, nấu rượu đi giao lum la hết trơn. Xong thấy mẹ em cực quá, xong mới quyết định là cho mẹ em bán mỹ phẩm cho nó đỡ cực. Xong rồi em để cho ba em làm nấu rượu với công việc nhà. Em thấy vậy cho mẹ em đỡ cực, em thấy vui. Nhưng mà sắp xếp hết luôn vậy đó hả? Dạ, em quyết định như vậy luôn đó. Ba mẹ đồng ý luôn. Dạ. Thì ví dụ như cô thì cô nói nghĩ là bây giờ dù gì đi chăng nữa các con cũng muốn tốt cho gia đình thôi, chứ không phải là có một cái gì đó mà cô nghĩ sâu xa hơn. Ví dụ như là con nó coi thường những cái gì mà mình đã sắm, nó đã cũ thì mình con nó sắm vô thì là cũng là bình thường. Ví dụ như là tủ lạnh thì cô không có thích dùng đồ lạnh, nói thẳng ra như vậy, nhưng mà các con thì lại ban đêm thì lại hay sử dụng. Thì các con nó thấy là chắc cái tủ này chứa không đủ thì mua, thì cái đó là bình thường. Có nghĩa là con nó cái đó làm bình tốt thường, chứ nhưng không cái chuyện đúng mà rồi sắp xếp công việc của ba mẹ luôn á. Cái đó mới nói, còn cái chuyện mua sắm là chuyện nhỏ. Thì sắp xếp thì đó cũng là ý tốt của con. Nói chung con dâu vô nhà là thay đổi tất cả mọi thứ luôn. Sắp xếp toàn diện luôn. Đúng rồi. Làm tốt cho mọi thứ cho gia đình. Nhưng mà vậy thì có cái điểm nào mà hai mẹ con chưa hợp nhau không? Chưa hợp nhau thì cả đêm hôm qua nằm suy nghĩ mãi chả thấy gì chưa hợp. Còn với chị thì chị thấy mình chưa hợp với mẹ điều gì không? Mẹ em hả? Mẹ em có... không biết kể ra mẹ có buồn không? Mẹ em hay kể chuyện mà lúc đầu hay gặp hai vợ chồng. Ôi trời, các con mẹ kể chuyện này vui lắm. Ôi trời, mắc cười lắm, vui lắm. Xong kể xong hai vợ chồng không ai cười hết trơn. Xong
xong cái hở sau này còn hai kiểu nói chuyện mà cái chuyện nó rất chi là xong rồi cái hai vợ chồng nó trời ơi mày làm như mày lựa lời lâu vậy, cái từ đó là cái từ gì, xong hai vợ chồng đoán xong không phải cái từ đó, xong là cái từ đó anh xích chi là xong rồi trời ơi mẹ em cứ đứng đó hoài nói đó hoài, xong rồi cái hồi đó mẹ em không tìm ra được từ thích hợp, mẹ em bực quá xong rồi kêu thôi được rồi để mẹ đi xuống đây cứ vậy đó nói chuyện mà không tìm ra được cái từ thích hợp là cứ là cho qua, xong hai vợ chồng nhìn nhau ủa sao mày lựa lời lâu vậy. Lùi. Mẹ em có tâm hồn hướng thiện, chẳng hạn như mỗi lần em nói là mẹ ơi con sắp đi từ thiện rồi, nó ừ đi con đi nhiều lên, trời ơi tốt quá, trời ơi đi con đi nhiều lên vậy đó. Xong rồi ba chồng em cũng có tâm hồn rất là hướng thiện, chẳng hạn như một buổi sáng hai vợ chồng em đang nằm ở trong phòng, xong ba chồng em lên tháo cái tivi đem xuống cho người ta luôn, nói nhà tao không có tivi thôi mà kệ mình cho người ta tivi đi, xong mẹ em hỏi cho người ta này luôn đi, cho hết gần hết đồ trong nhà đem cho người ta hết luôn, rất là hướng thiện. Ồ ê, chắc cuối gì mình có tivi, với nhà mình cũng chưa có tivi luôn á. Thầy nói cho vui ha cô. Vậy thì mẹ con rất là hợp nhau, rất là vui vẻ nhau. Có bao giờ là hai mẹ con giận nhau lần nào chưa? Thật ra là có. Lúc mà em mới vừa đẻ xong á, xong rất là gây lộn với lại chồng em. Xong rồi cái lúc đó trời ơi tức quá là tức thằng chồng quá, mà xong rồi thằng chồng còn xách xe đi đâu nữa. Ủa em tức quá, xong cái em mới xin mẹ là hả mẹ ơi thôi bây giờ con đi về nhà mẹ đẻ con để cho nó đỡ stress, chứ không mắc công lên máu sản hậu con chết. Con chết. Xong rồi cái hả mẹ mới nói là thôi không được, con không được về. Trời ơi con đừng có về. Ở đây đi con, mà đi về là sai lầm đó, không được đi về. Xong nó suy nghĩ chỗ mày làm gì tí mẹ cản, mẹ không cho đi về. Ôi ơi xin mẹ đi về, mẹ cũng cho, từ đó chứ có xin gì đâu mà xin có đi về không, mẹ cũng cho nữa. Xong cái lúc đó mẹ giải thích là hả tại vì sợ hai đứa về, xong bắt đầu hả nổi cơn tự ái lên rồi xong rồi ly dị nhau này nọ nên mẹ mới cản. Đó là mới vừa đẻ xong có thể là bị hơi trầm cảm sâu sinh mà còn gây lộn với chồng nữa, lúc đó trời ơi em định đâu em sẽ tự tử chết ở trong cái nhà này luôn. Thấy chưa? Không em định như vậy, xong rồi cái em nghĩ trời sao chết được, nói vậy thôi chứ nghĩ sao chết được. Xong cái mới đi xuống dưới nói chuyện với mẹ, nói chuyện hồi mẹ em cũng gọi điện cho mẹ đẻ em, nói chuyện qua lại hồi nhìn như lúc đó cũng có lớn tiếng với nhau. Xong rồi cái mẹ ruột em thì xót, em mới vừa đẻ xong mà hả đã gây lộn với chồng, còn mẹ chồng em thì hả kiểu như là cứ binh chồng em, cứ nói chồng em là còn nhỏ tuổi chưa biết suy nghĩ á, xong rồi cái cũng hòa giải quá trời, xong rồi cái cũng huề với nhau cũng vui vẻ, là cũng không có mất nhiều thời gian. Thì những con người cá tính này nó cũng dễ xảy ra những cái chuyện gọi là dữ dội lắm á. Chứ không đơn giản đâu nha. Thôi để coi con trai của cô nói điều gì nha. Thật ra thì mẹ và vợ mình thật sự là hợp nhau luôn á. Ví dụ như là mẹ mình chăm sóc vợ mình rất là kỹ, mua đồ thúc giúp cho vợ mình và rất là binh vợ mình. Khi á mình nghĩ là mình không phải là con đẻ luôn á. Tại vì mẹ lúc nào cũng binh vợ hết, làm cái gì cũng binh vợ. Kể cả mình khi mình chỉ cần mình nói vợ cái gì không vừa ý thôi là mẹ nói mình rồi, mẹ mắng mình rồi. Tức là buồn. Mà nhờ vậy á, nhưng mà nhờ vậy thì mình mới trưởng thành hơn. Nhờ mẹ và vợ mình yêu thương nhau và luôn tạo ra những niềm vui trong cuộc sống thì gia đình của mình cảm thấy nó được sum họp nhiều hơn và nhiều tiếng cười hơn. Sau chương trình này, mình thật sự muốn cảm ơn mẹ và vợ rất là nhiều đã giúp cho mình trưởng thành hơn. Và mình luôn mong gia đình mình sẽ được luôn hạnh phúc mãi mãi. Bye bye tất cả mọi người. Bye bye mẹ và vợ nha. Bấy lâu khoe được ít quá. Để hôm nay cho khoe luôn là con dâu Thanh Trần rất 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 chi là tuyệt vời. Mọi người có cái nhìn của bé với một cái tuổi này thì là chắc là gì đã chín chắn, biết làm dâu, làm con, biết làm vợ. Nhưng thật ra thì là lại là một cô con dâu cảm tưởng như là biết lo hết mọi thứ cho gia đình. Kể cả con có ở riêng ra, con vẫn có thể là tự lo cho gia đình một cách mà rất chi là ok. Nói về người mẹ hạnh phúc nhất là người con dâu biết nuôi dạy và chăm lo cho một đứa cháu của mình và thương con trai của mình, không còn gì hạnh phúc hơn. Còn em có suy nghĩ gì vậy mẹ? Thật ra thì mẹ em có một cái câu nói này rất là hay. Ai cũng muốn con gái mình sung sướng nhưng mà lại đối xử rất là tệ với con dâu. Thường là mọi người xung quanh em ai cũng gặp người mẹ chồng không được tốt, cũng than thở với em, thì em nghĩ là mình nên từ bỏ cái quan niệm đó. Mình
tự nhiên mình tự lựa chọn một cái cuộc sống khó khăn với nhau để làm gì, trong khi mình có thể rất là vui vẻ, rất là hạnh phúc nhau, tự mình có thể một cái gia đình rất là vui. Nhưng mà do bản thân mình luôn đòi hỏi, luôn khắt khe với người khác, nhưng mà mình không thể nào đòi hỏi được con gái mình hạnh phúc được nếu như mình vẫn cứ đối xử tệ với con dâu người khác như vậy. Đó, thì em mong là qua chương trình này tất cả mọi người, ai lấy chồng, ai có mẹ chồng cũng đều sung sướng, được hạnh phúc, đều được chăm lo giống như là ở nhà mẹ đẻ. Cảm ơn rất nhiều về cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Hai mẹ con ôm chặt nhau thế nào? Đó. Muốn nói gì với mẹ trong ngày hôm nay không? Dạ, cảm ơn mẹ nhiều lắm vì thời gian qua đó rất yêu thương con. Ôi ôi, mẹ giống như là mẹ ruột của con vậy đó con ơi. Mong mẹ luôn được hạnh phúc bên gia đình mình nhé. Mẹ cảm ơn con gái yêu của mẹ rất nhiều. Dạ. Rồi, chúc mẹ con mãi mãi vui như thế, trong gia đình tràn ngập những tiếng cười như thế. Chúc hạnh phúc, mạnh khỏe và thành công. Xin gửi tặng một kỷ niệm của chương trình.